Xin chào các bạn. Như đã thấy phần tiêu đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm kiếm và khám phá nơi tận cùng thế giới. Thực tế, cái khái niệm tận cùng thế giới luôn là một trong những điều mà con người khát khao tìm hiểu. Từ thuở sơ khai của chúng ta cho tới khi con người phát triển hơn, biết chế ra những phương tiện giao thông, hiểu biết nhiều hơn về thế giới với sự tò mò về một điểm tận cùng của thế giới luôn thôi thúc chúng ta tìm hiểu. Vậy thì thế giới thực sự có nơi tận cùng hay không? Từ cái thời kỳ xa xưa thì người ta tin rằng trái đất là một mặt phẳng hình đĩa chứ không phải là hình cầu. Thậm chí các nhà hàng hải còn lo sợ rằng sau khi họ đi đến điểm tận cùng của trái đất thì sẽ bị rơi khỏi trái đất. Điểm tận cùng của trái đất ở thời điểm đó được mô tả là nơi có những sinh vật khác lạ, có những cảnh quan chưa từng được chứng kiến và thậm chí có thể nuốt trôi tất cả. Và người ta nghĩ rằng điểm tận cùng của thế giới là một thác nước khổng lồ, cho thấy tận hiện nay vẫn có những người giữ quan điểm rằng trái đất là một hình phẳng. Cái lý thuyết trái đất hình phẳng, họ cho rằng Bắc Cực chính là tâm của trái đất, còn Nam Cực với những cái tảng băng khổng lồ thực chất là một bức tường dài bao bọc lấy cái đĩa khổng lồ để ngăn không cho nước biển và vạn vật rơi ra khỏi vũ trụ. Thậm chí một số người còn tin rằng những chính phủ của các nước trên thế giới đã ngăn không cho ai tìm cách để treo qua những tảng băng đó, khám phá khu vực Nam Cực và tìm ra sự thật của thế giới. Và chỉ có những nhà khoa học của các chính phủ, các nước thì mới được đến Nam Cực mà thôi. Thực ra thì đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm, bởi vì khách du lịch vẫn đến Nam Cực hàng năm và con người thì cũng đã vượt qua Nam Cực rất là nhiều lần. Thậm chí là tìm những khu vực không thể tiếp cận trên thế giới nhưng mà chúng ta vẫn đặt chân đến được. Dĩ nhiên, đó là một hành trình khó khăn và những nhà khoa học cũng đã phải rất vất vả để đến với khu vực này. Tuy vậy thì chúng ta vẫn có một điểm tận cùng thế giới, chính xác là thành phố tận cùng thế giới theo đúng nghĩa đen. Giờ sẽ là hành trình khám phá thành phố ấy. Vậy, thành phố ấy tên là gì và nó nằm ở đâu? Thành phố ấy có tên là Ushuaia, một thành phố xa nhất về phía nam của thế giới. Chính bởi vậy nên nó được coi là nơi tận cùng của thế giới. Đây chính là điểm cực nam của lục địa Nam Mỹ và nó thuộc đất nước Argentina. Ai mà đến đất nước Argentina thì cũng coi đây là một trong những nơi xứng đáng để đặt chân đến. Người ta gọi đây là điểm tận cùng thế giới bởi đó chính là mỏm đất cuối cùng ở trên các lục địa. Điều đó cũng đồng nghĩa đây là nơi thích hợp nhất để mà con người chúng ta bắt đầu chuyến hành trình khám phá khu vực Nam Cực. Nơi đây là điểm xuất phát từ hàng trăm chuyến tàu mỗi ngày đưa du khách đi khám phá Nam Cực trong những tour ít nhất là từ 5 cho đến 7 ngày. Để mà đến được đây thì cách dễ nhất là đi máy bay. Ngoài ra thì những người có nhiều thời gian hơn có thể chọn cách khám phá là đi ô tô hoặc đi thuyền. Và nói về lịch sử của mảnh đất này thì nó được phát hiện từ thế kỷ 16 bởi những người châu Âu. Nhưng mà thực sự thì người thổ dân da đỏ đã sinh sống ở đây từ rất lâu rồi. Trong quá trình khám phá thì người châu Âu đã mang theo những loại mầm bệnh chết người như là bệnh đầu mùa, bệnh sởi. Với châu Âu thời điểm đó thì có thể nói là đã đạt được miễn dịch cộng đồng và những nhà thám hiểm cũng đã có sẵn kháng thể rồi. Với người dân địa phương, cụ thể là với những người thổ dân thì họ đã không thể chống chọi lại với những căn bệnh này từ châu Âu. Những căn bệnh có thể coi là rất lạ và dịch bệnh đã khiến cho người bản địa không thể sinh sống nổi. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của những thổ dân ở đây, chứ không phải là nguyên nhân do chiến tranh hoặc những cuộc xung đột với người châu Âu. Thế kỷ 16 thì phát hiện ra khu vực này, nhưng đến 300 năm sau thì con người mới bắt đầu di chuyển đến đây đông hơn. Cũng bởi cái vị trí rất hiểm của khu vực này mà đến cuối thế kỷ 19 thì chính phủ Argentina đã sử dụng nơi này để xây dựng một cái nhà tù, một trong những nhà tù giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất của đất nước Argentina. Họ có quan điểm rằng đây là nơi tận cùng của thế giới, một nơi xa xôi như vậy thì thật khó để những tên tội phạm nguy hiểm có thể trốn thoát. Và theo thời gian thì chính những tù nhân này lại là những cư dân đầu tiên của mảnh đất tận cùng thế giới sau khi nhà tù giải thể. Những tù nhân này đã chăm chỉ làm việc từ xẻ gỗ, gieo trồng, xây dựng thị trấn, sau đó phát triển dân thành thành phố. Và ngày nay thì vẫn còn những cái tuyến đường ray xe lửa mà họ từng thực hiện năm xưa đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng thế giới với tên gọi là đường tàu tận cùng thế giới. Ở thành phố Ushuaia này thì độ cao trung bình của họ là khoảng hơn 23m so với mực nước biển. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè cũng rất là lạnh, từ 4 cho đến 6 độ C và diện tích chỉ là 23 km² với dân số hơn 60.000 người. Ở xung quanh khu vực này là những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng. Mọi người khi đến đây thì thường check in ở tấm biển có dòng chữ được tạm dịch là Ushuaia, nơi tận cùng của thế giới. Nơi đây được mô tả là thiên đường của các loài động vật hoang dã như là hải cẩu, chim cánh cụt, mòng biển hoặc là rất nhiều các loài động vật khác. Những người Argentina cũng rất biết cách để đánh bóng tên tuổi của mình. Tất cả những địa danh ở đây đều được gắn với cụm từ là nơi tận cùng thế giới. Ví dụ như đến đây, bạn sẽ có thể uống cà phê ở nơi tận cùng thế giới, ngủ khách sạn tận cùng thế giới, gửi bức thư từ bưu cục tận cùng thế giới và làm rất là nhiều việc khác từ những nơi tận cùng thế giới. Đó là một cách PR tên tuổi không thể tốt hơn của Argentina. Các nước đều có những cách PR tên tuổi của mình. Và cũng nói về Argentina thì người đầu tiên trên thế giới được sinh ra tại Nam Cực là một người Argentina. Và người ta thậm chí còn có giả thuyết cho rằng
đây là một âm mưu của chính phủ Argentina để khẳng định chủ quyền của mình ở Nam Cực. Tất nhiên thì chúng ta đều biết rằng cái hiệp ước Nam Cực sau này đã quy định khu vực này không thuộc sở hữu của bất kỳ một quốc gia cụ thể nào và nó chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình và nghiên cứu khoa học mà thôi. Đến bây giờ thì lại xuất hiện thêm một số tranh cãi nữa về nơi tận cùng thế giới. Bởi vì nó xuất hiện nhiều hơn một nơi tận cùng thế giới, đi tiếp về phía Nam thì lại có một số nơi khác tiếp tục có con người hiện diện. Có những thành phố, có những thị trấn, có những trạm khí tượng, có cả những căn cứ quân sự nữa. Hầu như bất kỳ một cái thành phố nào mới mọc lên thì họ đều gắn cái cụm từ tận cùng thế giới vào để mà PR cho tên tuổi của mình. Có 3 nơi hiện đang cùng nhau tranh giành danh hiệu tận cùng thế giới, đó là các thành phố chúng ta vừa nhắc đến với hơn 60.000 dân ở Argentina. Tiếp đó là 2 thành phố nằm ở Chile với một nơi hơn 120.000 người dân và một nơi hơn 5.000 dân. Trong đó nếu mà chính xác về khu vực địa lý thì Puerto William mới là thị trấn nằm xa nhất về phía cực Nam chứ không phải là địa danh được đề cập từ ban đầu. Ngoài ra thì một số khu định cư khác còn nằm ở gần Nam Cực hơn nhưng mà không có nơi nào có quy mô dân số đủ để lớn và xếp vào loại thành phố cả. Hoặc là một số địa danh xuất hiện muộn hơn nên là danh xưng của họ không thực sự được đáng chú ý như thành phố mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu tiên. Ngoài ra thì theo một số quan điểm khác, có một số khu vực trên thế giới đã được con người tìm thấy nhưng chưa được khám phá hết cũng được coi là tận cùng thế giới. Trong đó nhiều người đồng tình rằng đáy biển chính là nơi bí ẩn bậc nhất hành tinh và cũng là một nơi tận cùng thế giới. Như chúng ta đã biết thì đại dương bao phủ đến hơn 70% diện tích bề mặt trái đất nhưng có đến hơn 80% diện tích đáy đại dương, thậm chí còn chưa được lập bản đồ hoặc là chưa được khám phá. Ở dưới đáy đại dương thì có rất là nhiều những dãy núi và vẫn còn rất là nhiều bí ẩn đối với con người. Thậm chí người ta còn ví von rằng con người có thể đến với mặt trăng, có thể khám phá sao hỏa, nhưng mà khám phá đại dương lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cho đến tận năm 2012 thì con người mới khám phá được điểm sâu nhất dưới đáy đại dương nằm ở dưới rãnh Mariana. Và ước tính sẽ còn rất rất lâu nữa để con người có thể khám phá được hết khu vực dưới đáy biển của chúng ta. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong câu chuyện ngày hôm nay về nơi được coi là tận cùng của thế giới. Tất nhiên rồi, một lần nữa phải nhắc lại về cái khái niệm này. Nó chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Nhưng thực sự là ở trên thế giới này vẫn có những nơi như vậy, vẫn có những nơi được con người thừa nhận về vị trí địa lý của nó.